Ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh cho biết, cơ quan công dụng đã tìm thấy 2 trong 3 thi thể của các em học sinh bị đuối nước xảy ra vào chiều 13 tháng 10 trên địa bàn xã này. Thông tin ban sơ cho biết, trước đó vào 17 giờ ngày 13 tháng 10, sau khi đá bóng kết thúc thì 3 nam sinh gồm Lê Khắc Phường 2008, Nguyễn Văn Tờ 2008 và Nguyễn Văn Bờ 2007 cùng trú tại xã Hương Đại, xã Đức Hương ra sông Ngàn Sâu để tắm. Trong lúc tắm, cả ba em bị rơi vào vùng nước sâu khiến cả ba em bị nhấn chìm tử vong. Cơ quan công dụng đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh. Tối cùng ngày, không thấy các con về nên các gia đình tổ chức đi tìm kiếm. Đến sáng 14 tháng 10, khi ra sông Ngàn Sâu, bố mẹ các em chết đứng người khi thấy 3 bộ quần áo của các em để ở bờ sông. Sự việc lập tức được các gia đình trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công dụng. Sau khi tìm kiếm, đến 6 giờ 30 ngày 14 tháng 10, cơ quan công dụng đã tìm thấy thi thể 2 nam sinh ở sông Ngàn Sâu. Hiện các lực lượng công dụng vẫn đang nối tiếp tìm.